Đây là một cổ phiếu ở trong nhóm VN30. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là chúng ta nhìn từ bên trái sang bên phải. Cổ phiếu này liên tục là được các cổ các mập bán rất là mạnh. Bằng chứng là cái cổ phiếu này đến vị trí là 82.000. Đây là vị trí mà con cá mập đang giữ giá rất là tốt. Đây là một cái cuộc Các mập đang bán khống ở vị trí 82.000. Thì các bạn có thể thấy là trên đường xuống này cá mập liên tục là bán volume của nó liên tục là gia tăng các bạn thấy là những cái con sóng mà đang đi xuống như thế này nó đang sóng volume tăng rất là mạnh tăng cực mạnh luôn sóng này cũng thế đi xuống tăng rất là mạnh thì đây chính là cái dấu hiệu mà con cá mập đã phân phối cổ phiếu Và xuống số đến đây thì các bạn thấy là nó đã quét thanh khoản ở đây sau đó nó đi lên nhưng mà chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đi vào khung nhỏ hơn ấy, thì có một cái cấu trúc tích lũy ở đây có thể là mô hình ba đáy hoặc là mô hình vai đầu vai ngược ở vị trí này ở đó thì đây chính là cái vị trí mà con cá mập nó đã đỡ giá đỡ giá bằng cái lượng vừa phải không phải là khối lượng mạnh không phải là khối lượng của cá mập tham gia có nghĩa là không phải những tổ chức mà người ta tham gia bây giờ chỉ là những cái tổ chức nhỏ thôi thì sau đó thì giá đẩy lên rất là mạnh ở lên vị trí là 80.000 này nhưng mà không thể là phá được đỉnh này thì giá nó vẫn tôn trọng tôn trọng khu vực 82.000 này trong lúc mà 82.000 này đi xuống thì các bạn thấy là tổ chức liên tục vừa bán tháo mạnh mẽ hơn đây volume của nó, nó tăng rất là mạnh sau đó xuống cái đỉnh này volume tăng mạnh mẽ hơn thì bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng gì ở cổ phiếu này thì đến vị trí này bản thân nó là nó đã test cái khu vực này đã không thành công nó tạo ra những cái đáy sau thấp hơn đấy trước ở vị trí này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng đó là cổ phiếu này nó đi lên đây nó test lại một cái khu vực trên này hoặc là trên này một đoạn nữa trước khi mà nó rơi xuống vị trí dưới này